Rồi, trận đấu bán kết Winner Take All bắt đầu. Ván đầu tiên, anh Hiếu Hương Yên là người phá bi. Đây là tài năng trẻ đến từ quê hương Nhãn Lồng. Anh Hiếu Hương Yên, doanh nhân trẻ Thành Đạt. 18 hecta nhãn. Hiếu Thái Nguyên loại đi về rồi, nghĩa ngang ngược. Đây là ván đấu đầu tiên trận bán kết giải Winner Take All. Alo. Tòi chó. Quả phải chích như này đi tè thế. Là chích một băng ra như ai đi đánh cái kê đầu bảy. Giả người. Còn Barbie. Thằng Cường Barbie chắc vừa nãy lại làm tí được rồi đúng không? Cười phớ lưỡi kia chắc vừa nãy lại được tí rồi đúng không? Mẹ chả lạp thẻ gì cho anh. Lạp thẻ vào cái số đang chạy trên màn hình kia nhá. Thẻ Villa nhá. Còn một bi số 9. Rồi, mở bát 1-0 cho anh Sơn Bi.
đấy, nói đấy. À, ra còn xuất dự bị tôi nhá, mai đến sớm còn xuất dự bị nhá. Bảo còn xuất dự bị, mai đến sớm nhá. Chỉ có xuất dự bị thôi nhá. Nhớ Việt Cường, Hoàng Phú Thọ đánh ở bàn đằng sau kìa. Hoàng Phú Thọ gặp Thắng Hải Dương. Ôi giời ơi, một pha quá cầu thả của anh Hiếu Hưng Yên. Vẫn non lắm. Một pha chạy đạn với ý đồ nhất cái xuống dưới đít 4 nhưng hơi yếu sinh lý của anh Sơn Bi. Cơ hội lại trao lại cho anh Hiếu Hưng Yên. Kèn xù răng. Rất tốt. Cao Hoàng An hết chỗ đặt máy rồi. Một pha chạy đạn rất hay của anh Hiếu Hưng Yên. Bắt đuôi rồi. Dường như con bì ba rất khó để ăn. Vị trí ăn con ba cực kỳ khó. Tiếp tục là một pha bắt đuôi nữa của anh Hiếu Hương Nghiên, rất tỉnh táo tập. Ông Cường mạnh kìa, ông biết cái gì. Hoàng Phú Thọ win. Giải này nó là giải xanh chín.
quá hay, nhưng vẫn là một pha chuyền bóng cho đội bạn. Kỳ áp lực tâm lý, anh em xem từ sáng giờ có thể thấy rằng là giải Queen of Take On cực kỳ tâm lý, các cầu thủ liên tục bị Lavante. Ngay bàn đằng sau là trận bán kết 2 giữa Hoàng Phú Thọ gặp Thắng Hải Dương. Anh em cùng chia sẻ mạnh video về Tường đi, chia sẻ ra tất cả các hội nhóm bia đi. Trung Hiếu 5:30 chiều nhá, đánh chung kết. Trượt rồi. Ôi, trượt rồi. Quá may mắn. Đuôi rồi. Ui giời ơi. Đánh cái gì ấy ông rồi. Quá vội vàng. Chưa hiểu cái chiến thuật của anh Hiếu Hưng Yên là chiến thuật như nào đấy. Chiến thuật du ngủ đối thủ à? Cho đối thủ dẫn trước xong bắt đầu mới bật tôm à? Mùi rực rỡ, đây là giải nghiệp dư bạn ơi. Gà nó chuyện bình thường. Chỉ sợ nó có cả thóc nữa thôi chứ còn. Còn 2 bi. Tỷ số là 2-0 cho anh Sơn. Hoàng Duy Cappuccino kiên pháp không được tham dự giải này bạn nhé. Giải này là giải nghiệp dư, kiên pháp là bên chuyên nghiệp rồi. Thank you.
Tôi cũng rất là chỉ mừng cái lối đánh của anh Sơn Vy Sơn Na. Một lối đánh rất hoang dã. Ok nhá, nói đi đừng sợ, mai anh gửi. Một pha điều 3 lỗ 10 của anh Sơn Bì, rất đơn giản. Ui, một pha bóp cả hai vú xong bỏ chạy của anh Sơn Sơn Na. May mà anh chạy tốt, tí nữa thì ăn vào. Hoàng Phú Thọt đang bị dẫn 1-0. À sorry, 1-1 nhá. Một pha trái đạn. Quái của anh Sơn Bì. Một pha bắt đùi đùi hư hư rồi. Một pha bắt đùi cực kỳ tốt của anh Sơn Bì. Một pha bắt đùi rất đơn giản và hiệu quả của anh Sơn Sơn La. Em ơi, cho anh một bát cơm, cho luôn ở bát này nhá. Cơm, có cơm gì nhỉ? Ừ.
Một pha chuyền bóng cho đội bạn tương đối tinh tế của anh Hiếu Hưng Yên. Gà xào hành nấm đi nhá, cho luôn vào bát cho anh nhá. Còn hai vị nữa thôi. Nguyễn Tuấn à, Mạnh Treo thì loại ngay ở vòng gửi xe rồi. Rất mềm mại. Như vậy là tỷ số được nâng lên 3-0 cho anh Sơn Bi. Ơ, anh không đánh giải này à? Ôi trời ơi, giải hay này không tham dự. À. Thế ngày mai cũng không tham dự ngày giải ngày mai. Mai giải ở đây đi. À. Và ba không cho anh Sơn Bi rồi. Huy Lát đang đánh bán kết này thì ai vào chung kết? Không chết vì là cơ hội cho anh Hiếu Hưng Yên, anh thể hiện đi. Cặp sau, bàn đằng sau Hoàng Phú Thọ đang gặp Thắng Hải Dương. Một pha ăn chắc không điều của anh Hiếu Hưng Yên. Rồi, một pha chuyền bóng tương đối đẹp mắt của anh Hiếu Hưng Yên. Anh Sơn Bi vẫn đang đánh rất tự tin.
Cơ hội cho anh Hiếu Hưng Yên rồi. Cơ hội cho anh Hiếu Hưng Yên. Sai bóng tròn, không nói trước được điều gì anh em ạ. Còn 4 bi. Trời, điều yếu sinh lý thế. Máy mà vẫn chém được. Quá may cho anh. May cho anh ăn rồi ăn 8 không thì 7 đứng cửa lỗ. Một pha ăn chắc vì cửa lỗ của anh Hiếu Hưng Yên. Quá đỏ. Anh điều chín một cách rất hoang dã luôn. Tỷ số được rút ngắn 1-3 cho anh Hiếu Nguyên. Cả nhà cho một tràng bão lai để cổ vũ và động viên anh Hiếu Nguyên đi. Anh đang đánh rất là hoang dại luôn. Pha này thì anh Hiếu Hưng Yên phá bi. Và phá bi chết 2 bi. Quan trọng nhất là phải xử lý được bi số 2. Quá chính xác. Rồi, thế bị mở thôi. Cơ hội cho anh Hiếu.
Còn 2 bi. Tốt. Tỷ số được rút ngắn 2-3. Bàn đằng sau thì Thắng Hải Dương gặp Hoàng Phú Thọ. Bàn bên tỷ số đang là 3-1. Ăn được V2 nhưng không điều V3 ra đuôi rồi.
một pha sút tê trúng. Rất tốt. Và đánh rất chính xác của anh Hiếu Nghiệp. Hai gậy kia thế nào? Bao giờ lấy? Một pha điều rất chi tiết của anh Hiếu Hưng Nghiệp. Tỷ số được cân bằng 3 đều. Cả nhà cho anh Hiếu Hưng Yên một tràng bão lai đây. Chín rưỡi anh ạ, chín rưỡi bốc xong. Chưa biết được bây giờ thì phun từ tuần trước rồi. Nhờ anh cứ đến, anh rảnh thì anh cứ qua đây. Suất thì sắp xếp dần, thằng nào đến muộn thì out.
Không thành công rồi. Sợ, anh đánh con 2 về đúng vị trí cũ. Quá hay. Đây, đây. Anh em mời tất cả anh em ăn trưa nhé. Bây giờ tôi mới đi ăn trưa đây. Thank you.
Thank you.
đen phải đen đấy. Đen. Chất như nào bao? Bao nhiêu người xem? 500 bao nhiêu người cơ? Đi ăn thì nha, không bình luận, nó cụt người. Này được bao nhiêu người? Được cao nhất bao nhiêu? Chào tất cả anh em nhá. Tỷ số 5-4 nghiêng về anh Hiếu Hưng Yên. Quá kém mẹ, bao nhiêu cơ hội. Ở bàn đằng sau thì Thắng Hải Dương đã gỡ hòa tỷ số 4 đều với Hoàng Phú Thọ. Pha đánh rất dũng mãnh của anh Hiếu Hưng Yên, Hiếu Nhãn Lồng. Nhưng mà mai vẫn ở đây 48 ạ. Hả? Rồi, đang sắp xếp. Nhất 20. Hai ngày. Quá tốt, một pha đánh rất mềm mại của anh Sơn. Thank you.
đắc lộ rồi. May cho anh là con 4 ra vị trí khó. Phơi. Phơi rồi. Tốt, một pha cuộn tầm bằng. Yeah, không nói trước điều gì. Tỷ số được cân bằng 5 đều. Bây giờ đúng là trái bóng tròn. Không nói trước được điều gì anh em ạ. Tỷ số là 5 đều. Rất căng thẳng. Anh em phải hiểu đánh giải cực kỳ tâm lý. Và đặc biệt là đánh giải này còn tâm lý nữa. Chào Thạch Phạm, chào tất cả anh em. Rất tốt, còn 5 bi trên bàn. Còn 4 bi. Ui dồi ôi. Điều cái gì ông trời ơi.
Cày thôi còn khỏe gì, mình mẹ phận trâu phận bò rồi. Tám. Làm nghiệp dư nó mới vui. Một pha quay xổ số của anh Sơn. Rồi, anh trúng giải bét rồi. Tốt, tỷ số là 65 cho Hiếu Hưng Yên. Quay lại xuống nhé. À, Tuấn Anh. Bán kết 2 tỷ số là 5-4 nghiêng về thắng Hải Dương. Thắng Hải Dương đang dẫn Hoàng Phú Thọ 5-4. Do lòng không được. Cơ hội cho Hiếu Hưng Yên rồi. Được đặt penalty. Thế vì rất thoáng. Một pha cộng 4994. Không thành công. Một pha quay xổ số không thành công.
quá chính xác. Một pha đánh cực kỳ chính xác của anh Sơn Bi. Còn 2 bi. Như vậy là anh Sơn La đã cân bằng tỷ số 6 đều. Ở bàn bên cạnh thì tỷ số cũng được cân bằng 5 đều. Và thấy hai trận bán kết đều đang rất căng thẳng. Cực kỳ căng thẳng, áp lực. Sai một con bi là đi ăn cắp ngay. Phạm Anh Quang ngay sau kết thúc bán kết nghỉ 15 phút là đánh chung kết. Anh Hiếu Hưng Yên thì có sức trẻ, sức khỏe. Còn anh Sơn Bi thì... Ui! Anh Sơn Bi thì đối đánh kinh nghiệm, già dơ. Long lanh, bố nhớ ông, giải winner thích ôn làm gì có mạng nào. Loại trực tiếp. Thấy không, anh Hiếu Hương Yên thì rất là vội vàng, đôi khi anh có những đường bắt đuôi đi vào lòng người.
Không thành công, một pha sút tè băng nhưng hơi thiếu chính xác của anh Sơn Bi. Quá đặc cấp, một pha tự tay bóp của mình của anh Hiếu Nhãn Lồng. Rất đáng tiếc cho anh Hiếu Nhãn Lồng. Lây hoa lây hoay là lại dẫm phải phân rồi. Yếu sinh lý rồi. Úi trời ơi, táo bón. Quá thất vọng cho anh Hiếu Hưng Yên. Mở má sai rồi. Mở má 6 sai rồi. Hay quá. Một pha đánh sốc bi một băng trực tiếp luôn của anh Sơn. Phải nói một con bi kỹ thuật rất tốt. Phạm Quang Huy. Công nhận bảo bó nói anh kính tôi mới nhớ đấy. Đau hết mắt. Sợ thật. Vừa rồi thì đã có tình huống bóc vú bỏ chạy của anh Sơn Bi. Quá chính xác. Anh Sơn Bi nâng tỷ số lên 7-6.
Chào Trần Minh Cấp nhá, chào tất cả anh em. Có nước cam ấy, nước cam. Không, đồng hồ bạn anh. Sơn mỏng. Phán hữu lợi đúng rồi, cái mic nó đang bị hỏng, tôi chưa sửa được. Bắt đùi hay quá. Cơ hội cho anh Sơn Sơn Na thôi. Và điều rất tốt.
Ở bàn đằng sau thì thắng Hải Dương vừa trượt 9. 9 penalty rất ngon mà thắng Hải Dương trượt 9. Vậy anh Hoàng Phú Thọ đã tận dụng tốt cơ hội, nâng tỷ số lên 6-5. Còn trên bàn TV thì anh Sơn Bi Sơn Na đang đứng trước cơ hội nâng cao tỷ số lên 8-6. Còn 3 bi trên bàn. Rất căng thẳng, cực kỳ tâm lý. Ui, một góc hẹp và anh Sơn Bi đã đổ lỗ 10, đã trượt rồi. Cơ hội cho Hiếu. Cực kỳ tâm lý. Ngọc Anh sờ mà là cũng hóng hớt được ông thắng trượt 8-9, sợ thật. Còn một vị số 9. Như vậy là anh Hiếu Hưng Yên là một cầu thủ rất thích trô. Con nào anh cũng trô. Vâng, anh cân bằng tỷ số 7 đẹp. Quá căng thẳng. Anh tê dãi người đi rồi. Các cầu thủ đều đang cầm sa beng. Kính loạn loạn thị. Nhìn nhiều quá, nhìn màn hình nhiều quá, bị ảo. Như vậy ở bàn đằng sau thì Hoàng Phú Thọ đã nâng tỷ số lên 7-5, dẫn trước thắng Hải Dương. Sau khi trượt B7 vừa rồi thì anh Sơn Bi Sơn Na đã đi đái chiến thuật, giải tỏa tâm lý rồi. Yeah.
Quá chính xác. Đây 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 đây. Ba anh bảo chạm được ba thì em đến nợ. Ba tận trên đỉnh đâu. Đỉnh nhưng mà nó riêng. Để nó riêng là riêng chứ làm sao mà bảo chạm được. Chạm đi. Không chạm được anh ạ. Ba chạm được 9 đi. Má đấy làm sao anh nhìn bi ba nó chạy sau làm sao mà anh bảo nó chạm trước được, bi ba chạy sau anh ạ. Chạy sau mà. Đây là B3 chạy sau rồi. Hả? Ôi giời ơi. Tỷ số được nâng lên 8-7 cho anh Sơn. Tại sao bạn làm không được ạ?
Ok. Xong. Xong 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 xong. Ừ. Ok ok. Tám bảy cho anh Sơn Xuân La. Cái con đấy là phải quen gậy đấy. Con đấy gậy lạ, chóe nó cái chặt. Con đấy khó phết chứ phải dễ đâu, má lặng mà. Hợp đấy. Ô, oh, một pha cộng 3993 của anh Sơn Bi Sơn Na trượt rồi. Chung. Ông ngò trắng ngoằn kia là thắng Hải Dương. Không chính xác.
Sơn bi Sơn cách chiến thắng 6 con bi nữa thôi. Quá chính xác. Cơ hội cho Hiếu Hưng Yên. Còn 2 bi. Tất cả lín thở chờ anh Hiếu bóc cỏ. Tốt, tỷ số là 8 đều. Căng như dây đàn. Chung kết. Một pha phá bi lỗi của anh Yêu Thái Nguyên.
trượt rồi. Rất căng thẳng. Ui, suýt chút nữa thì chết cái. Một pha bắt đuôi của anh Sơn La. Suýt chút nữa thì đùi. Đùi không? Rất căng thẳng, ván chung kết cực kỳ căng thẳng. Penalty. Tình huống sẽ là con bảy bị dắt rồi. Còn 5 bi. Thank you.
còn 4 bi nhưng ra hình lưỡng rồi. Cực kỳ áp lực. Một pha thủ rất tốt của anh Hiếu. Còn 4 bi trên bàn, cực kỳ áp lực. Cẳng như dây đàn. Ở bàn đằng sau thì anh Thắng Hải Dương đã nâng tỷ số cho đối thủ lên 8-6. Còn 3 bi. Tất cả anh em lín đỏ. Còn 2 bi. Còn 1 bi. Tất cả anh em nín thở. Rồi. Xin chúc mừng Hiếu Hưng Yên đã vượt qua anh Sơn Bi Sơn Na với tỷ số 9-8. Một trận đấu cực kỳ căng thẳng. Cực kỳ căng thẳng.